Em Tuấn tiếp tục cái chiến trường bãi cho con, lo bãi cho bác. Thì báo cáo các bác là em sẽ lột BMB cho các bác xem. Khổ quá, em báo hàng xịn 2 triệu 9 các bác cứ giật mình, các bác cứ tưởng hàng đều. Khổ thế đấy. Em đã bảo tháng 7 này em bán chơi với các bác nhá. Bác nào nhiệt tình thì bác cứ lấy thôi. À đây, thông báo cho bác nhá. Còn lại một con loa center nhá. Hôm trước là có 4 con thì hết rồi, có mấy bác hỏi nhưng mà còn con này có bác đặt tiền nhưng mà mãi đến hôm nay không thấy nổi nhá, 2 ngày không thấy nổi, em sẽ bán đi nhá. Con loa center giá 1,9 triệu nhá, còn một con nhá. Đây để đây đợi để đóng hàng đi nhưng mà chưa thấy tiền nổi. Bác nào đang cần center B3 nhá, center loa B3 cho phòng hát, phòng karaoke, phòng nghe nhạc thì liên hệ em. Hôm trước có mấy bác hỏi có 4 con thì hết rồi, còn con này thì đợi nổi mãi nhưng không nổi tiền, 1,9 triệu. Sau đây mà Tuấn sẽ đây, à bác ở Hải Dương đây nhá, của bác đây, à 5 đôi loa BMB em để sẵn đây, với lại một con súp em để sẵn kia đợi xe chở cho bác đi bây giờ, bác Hải Dương nhé. Còn đây, hôm qua em giới thiệu là BMB của em về chính thức là em được gần 70 đôi, hơn 60 đôi, nhưng mà chốt được một cái nốt bác kia bác không nhận, nữa là em sẽ được cả 100 đôi cho bác. Nhưng mà 100 đôi thì cái chỗ này em bán phải gần hết rồi, gần nửa rồi, tối hôm qua em chốt khá nhiều rồi. Còn hôm nay là em sẽ lột cho các bác xem là BMB của em đang báo giá 2 triệu 9 cho bác. Một số bác thì báo cáo bác là bác kinh doanh hay bác không kinh doanh hay bác phá đám cái việc của bác, nhưng mà bác vào bác mở mắt ra mà nhìn, còn nếu mà nhìn mà mắt mà kém có thể chọc mắt mà nhìn bác nhé. Bởi vì là tại sao báo cáo các bác là hàng của em báo đây BMB CS 350V nhé, trợ kháng 8 ohm 300W Japan. Đây em vừa bóc qua đây em vẫn khui hàng cho bác đấy nhé. Bây giờ em Tuấn em bóc này, em quay luôn cho bác nhé, khui luôn nhé, ngồi khui luôn cho bác luôn tại đây luôn, lột ruột ra xem là các bác ấy bảo hàng đểu hay sao mà giá 2,9 triệu, khổ quá đấy, bán cho bác rẻ 2,9 triệu các bác cũng kêu không biết nói thế nào nữa, giờ không biết phải làm nào, rẻ cũng kêu, đắt cũng kêu, rẻ quá mình đây. Bác thông cảm nhé, trời nó nóng, trời nó nóng nên em toàn cởi trần thôi, không chịu được quá. Đây em khui con BMB luôn con này nhé. À còn cái khui con nào khui cho bác xem hàng ship hay hàng đẹp nhá. Đi vào trong kia đi để bố lại bố mở hàng cho các bác không nghe. Này em cho gần gần đây, em cho nó gần gần đây xuống cho bác nhìn cho nó dễ nhá. Em Tuấn quay tại đây thì gần đấy, ok chưa bác? Em mở cho các bác xem các bác, khổ quá đây, 2,9 triệu một đôi thì các bác lại chửi em Tuấn rồi. Mẹ thằng này nó đều hay sao, đều đây bác này, nó mở mắt lên mà nhìn hộ em nha. Những con này ngày trước các bác mua 4 5 củ trở lên đấy. Đây ạ, đều cái gì bác, bây giờ các bác phải cảm ơn em, tiền càng ngày các bác được vào túi cho bác. Được chưa bác? 2,9 triệu một đôi mà các bác còn kỳ kèo, có một số bác kỳ kèo đấy. Có, hôm qua, ngày hôm qua vẫn có bác kỳ kèo. Nhưng đây, bác ạ, đây ạ, đều đây ở bác à, toàn hàng xịn hết bác nhá, đều đây xịn hết luôn ạ. Được chưa ạ? Xịn hết đây kia bác ơi. Nào, đây mới nhìn được em với này, đây ạ, đấy, ok chưa ạ? Để tiếp tục em làm cho một đôi nữa, cho một chiếc nữa nhé, bóc tiếp một con nữa, em sẽ bóc một con nữa cho bác xem. Này, đây, bóc luôn một con nữa tại đây, tiếp con này nữa này, được, con này. Cho các bác nhìn luôn nhé. BMW 350 đấy, Made in Japan xịn luôn ạ. Chứ không vớ vẩn đâu ạ. Đây ạ. Các bác nhìn hộ em luôn ạ. Được chưa ạ?
đấy, em mở nút con tép này cho con xem. Nhiều lúc là một cái mức giá nó rẻ, nó thấp nhất cho các bác, đến tay các bác thì các bác được. Đây, con nhìn hộ em, nhìn cho chất chưa? Này, nhìn cho chất chưa? Này, mở nốt chưa? Đây, chất chưa? Ôi, nó chảy mở các bác ơi, nó củ như nhau đều về hết mà. Toàn từ két hết rồi bác, toàn từ két hết rồi bác nhé. Này, toàn từ két hết rồi bác ơi. Đấy các bạn ạ, 10 củ như cả 10. Ok chưa? Rồi em chào các bác nhé.